Đừng để rơi vào bẫy lừa đảo. Gần đây, các vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, hoạt động phạm tội ngày càng tinh vi, đa dạng về phương thức thủ đoạn. Sacombank xin trân trọng gửi đến quý khách hàng cảnh báo về các thủ đoạn mà đối tượng tội phạm công nghệ cao thường sử dụng để đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tiền của khách hàng. 1. Mạo danh tin nhắn website, email ngân hàng. Gửi tin nhắn với tên thương hiệu ngân hàng, thông báo khách hàng được tặng tiền, tặng mã trúng thưởng, tài khoản có phát sinh giao dịch bất thường để yêu cầu khách hàng truy cập vào đường link website giả mạo ngân hàng. Thông báo khách hàng được phê duyệt cấp tín dụng và yêu cầu chuyển tiền phí thẩm định, mua bảo hiểm khoản vay vào tài khoản chỉ định. 2. Giả danh tổ chức hỗ trợ tiền cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 hoặc cơ quan y tế để yêu cầu khách hàng đăng nhập vào các website giả, cung cấp giấy tờ tùy thân, video ghi hình lại gương mặt, sau đó sử dụng các thông tin này để thực hiện hồ sơ vay. 3. Dụ dỗ hoặc thuê mướn người dân, sinh viên mở tài khoản, làm thẻ, đăng ký dịch vụ trực tuyến rồi mua lại, sau đó sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, trong đó có mục đích lừa đảo. 4. Giả danh nhân viên ngân hàng để yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật, chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định, đăng nhập vào các đường link giả. 5. Giả danh nhân viên nhà mạng liên hệ hướng dẫn khách hàng nâng cấp SIM điện thoại theo tin nhắn cú pháp, sau đó chiếm đoạt quyền sử dụng số điện thoại nhằm đánh cắp thông tin bảo mật về giao dịch của khách hàng tại ngân hàng. 6. Giả danh cán bộ công an, cán bộ điều tra, viện kiểm sát, nhà đầu tư lừa khách hàng chuyển tiền vào tài khoản chỉ định. Các biện pháp phòng ngừa. 1. Luôn đăng nhập đúng website chính thức của Sacombank https://www.sacombank.com.vn https://www.sacombank.com.vn 2. Cảnh giác và tuyệt đối không đăng nhập vào đường link chứa địa chỉ website tương tự của Sacombank được gửi từ tin nhắn, kể cả tin nhắn từ đầu số Sacombank, email, các trang mạng xã hội. 3. Luôn thay đổi mật khẩu, mã PIN định kỳ hoặc khi nghi ngờ bị tấn công. 4. Luôn cập nhật hướng dẫn bảo mật trực tuyến tại website www.sacombank.com.vn và các cảnh báo từ Sacombank. 5. Không cung cấp giấy tờ tùy thân, ảnh chụp, video clip quay cận cảnh khuôn mặt, các thông tin bảo mật, mật khẩu đăng nhập, OTP, CVV, thông tin tài chính thông qua bất kỳ hình thức nào, email, mạng xã hội và cho bất kỳ ai. 6. Không chuyển tiền vào các tài khoản theo yêu cầu của người lạ khi không biết rõ nội dung hoặc người nhận tiền. 7. Không đứng tên dùng người khác để mở tài khoản, mở thẻ. 8. Không truy cập, cài đặt ứng dụng thông qua các website kho ứng dụng không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện đã bị lừa đảo hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, quý khách hàng hãy nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để trình báo và đề nghị hỗ trợ.